câu 14 mét đây. Cách đây là 7 phân. Nhưng chỗ này thì hạ dần đi được. Làm cái cỏ. Cái này cứ sụp dưỡng này, thoải mái. Ở đoạn này thì bình thường, đoạn dưới, cơ bản đoạn dưới. Đoạn này thì không có chuyện. Được mỗi cái đoạn từ cái đoạn này này. Đúng không? Bổ cái chỗ này ra, quang sang. Đây thì đầy đất. Mẹ gạt qua mình san đi là nó dồn đất xuống dưới này là ủi bớt xuống dưới kia đợt vừa. Cái này mình đi đâu được, được đấy, mình leo lên leo xuống như thế. Cái này mình mang cái bộ xích của mình đi. Bao nhiêu? Đi đóng lại chốt. Đóng lại hết luôn. Rẻ hơn là mình mua mới. Cái đấy bây giờ chỉ đóng lại với hai cái vỡ ấy thôi. Đóng rồi, đóng là tất. Tất là mất thời gian. Mất thời gian. Chém hết rồi. Chắc khoảng ngày, hai ngày thì đấy. Chưa đâu, ép bằng cái ấy thì lực cơ mà. Thì chả ép bằng thủy lực thì sao, anh nghĩ rồi. Chị trưởng Hưng gì? Hưng có. Sao không có, con máy thủy lực ép 50 tấn như thế. Nó chả ép chốt mấy con máy ủi suốt. Có mà, đấy máy ủi người ta ép suốt. Đấy, chỗ này mới là cái chỗ nhiều khốn nạn. Bây hay là bây nó dồn hết trong đây nhỉ? Chắc nó chảy hết dồn đây sao? Ngày trước làm ông ấy không đổ bớt lên đây. Không làm cái mương miếc nhỉ? Sau này sẽ đổ đường, ý là mình làm xong là chúng sẽ đổ đường. Đấy, như chỗ này bây giờ chỉ cần thêm đất vào những cái chỗ này là vừa rồi. Sự bị rút. Đấy. Dưới này thì nó phẳng. Anh Dự à? Cái con máy của em ấy nó bị giải xích ấy. Nó bị vỡ mất hai cái mắt bạc ấy. Liệu ông Hưng ông ấy có ấy được nhỉ? Có thay được bạc không nhỉ? Sao ông thầy suốt? Dạ. Yeah. Thế bây giờ thay cả bộ đấy thì nó bao tiền, mà ví dụ mình mua mới thì nó bao tiền? Cái này mình chỉ thay cái giường thôi. Hơn 10 triệu á? À? Ý là cả công đồ mình mua, bạc mình mua. 11 quay đầu đi. Đây là mới mẹ cho nó nhanh. Vỡ mất 3 mắt rồi, đi đang tật. Bây giờ vỡ mất 2 mắt liền nhau, chắc có đi được một thời gian nữa là phải thay. Nón sắt đứt chốt. Em biết rồi, nó giật tực. Thôi được rồi, cái đấy để nghiên cứu. Lại lên là cống tiền cho anh Dự rồi, chết rồi. Rồi ok nhá. Này trưởng đông máy không? Đừng đuối à, chắc bỏ nghỉ tết dần rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống máy nha mọi người. Làm mấy hôm nữa thì thay rồi hết kìa. Ừ, thay đi cho nó an toàn. Tụt suốt ngày. Bây giờ thay cả đôi là thay một bên thôi. Thế thì bây giờ cả đôi chứ. Mai mình sẽ xuống sang bên kia để cho cái ben ở trên nhá. Bởi vì là tí nữa mình làm bên trên mà. Đã đổ lên trên à? Thank you.
Ok. Thế này mọi người, nếu mà nó tụt xích là nó hay bị kiểu này này. Nếu như mình không để ý mà mình cứ cố đi là nó sẽ bị tụt như này. Kiểu là nó rơi ra khỏi con ga lê mà. Nhưng con ga lê nó ở bên trong, bây giờ nó rơi ra ngoài mép. Còn cái xích của mình là nó bị vỡ mất cái bạc ở đây. Đây này, cái này là nó vỡ mất đây. Nhưng mà mọi người chắc không nhìn thấy lúc nào mình nhấc nó lên cho mọi người xem. Bây giờ cái chốt nó hở ra thằng phân rồi. Ok. Đấy, chiều mình đi làm này. Mình sẽ cập nhật ở cái video tiếp theo nhé. Thầy mến chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Ok.